Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 2 tây tháng 7 năm 2017. Chúng ta học tiếp phần lộ nhãn môn. Thì như chúng ta biết đó, đời sống của chúng ta đứng về mặt tâm linh thì nó diễn ra ở cái chỗ đó là cái tâm chúng ta khi tiếp xúc với cảnh. Tâm của chúng ta khi tiếp xúc với cảnh á, thì nó sẽ có cái thái độ đối với cảnh. Đó là cái thái độ tiếp nhận. Thái độ tiếp nhận đó, đó là nó chấp nhận để tiếp nhận. Hay nó phản kháng khi tiếp nhận. Hoặc là nó coi như là nó ở vòng cái trạng thái mà gọi là trạng thái xả. Và trong cái trạng thái xả này á, nó có hai, một cái loại là xả và một cái loại nó là hành xả. Bởi vì trong cái xả này á, nó có hai cái. Một cái xả đó nó thuộc về thiện. Một cái xả nó thuộc về bất thiện. Khi nào mình nói đi, cái xả đó là nó ở trong cái trạng thái mà nó là ở khoảng giữa. A đây á là hỷ lạc và B đây là khổ u. Nó là hỷ lạc và khổ u. Thì cái xả đứng chính giữa, tức là nó không có hỷ lạc cũng không khổ u, nó đứng chính giữa. Thì đứng chính giữa này, người ta cứ nghĩ đứng chính giữa là một trạng thái cân bằng. Nhưng mà nó không phải là cân bằng. Không phải là cân bằng đúng nghĩa. Như chúng ta biết đó, là khi một cái quả lắc nó lên cao, nó qua bên này, nó qua bên này. Đến khi nó từ từ nó hạ lại, nó để trong một cái trạng thái mà nó đứng yên vậy đó. Thì nó có nhiều thứ chứ không phải một thứ. Bây giờ cãi nhau mệt quá rồi, nghỉ giải lao chút xíu. Bởi vì hết nói nổi, hết cãi nổi rồi. Nó lên đến cái đỉnh điểm đó rồi. Thì bây giờ nó bắt buộc nó phải hạ xuống và nó chừng lại một cái. Thì đây là cái xả này. Trong cái xả này nè, trong cái mà nó dừng lại, nó không nghiêng bên nào nữa đó, nó có một cái trạng thái đó mà mình sẽ có thể đọc trong chiều sâu của nó là nó có sự mệt mỏi. Và khi cái trạng thái này nó phát sanh á, là luôn luôn nó có xì. Cho nên á, trong cái xã này á, nó tự trong thâm sâu của nó là cái pháp bất thiện. Một cái trạng thái xã thứ hai đó, nó cũng là ngừng lại như vậy. Nhưng mà bây giờ trong lòng nó chán rồi. Không có muốn nói qua, không muốn nói lại, không muốn hơn, không thuống thua, không muốn hỷ lạc, cũng không muốn khổ đau nữa. Bởi vì nó đã chán rồi. Thì nó cũng là một cái trạng thái xả, nhưng mà trong đó có sự chán chường. Ít thôi, điểm xíu một chút xíu thôi. Chứ nếu mà nó chán chường nhiều á, thì nó thành thọ ưu. Mà nó mệt mỏi nhiều á, thành thọ khổ. Nó điểm xíu một chút xíu thôi. Cho nên nó, chúng ta sẽ thấy là cái sự cân bằng của nó nằm ở đây, xả nó nằm đây, nhưng nó có hơi nghiêng xuống một chút. Nó không bao giờ đứng một cái trạng thái 100%. Nó chỉ có 99% là nó có cái ở rồi cái vị trí là không nghiêng bên nào cả, nhưng nó có nhích xuống một chút. Và cái này đó, chúng ta soát lại trong tâm của mình, chúng ta sẽ thấy cái khi mà cái tâm của chúng ta nó ở rồi trong cái trạng thái là coi như nó không nghiêng về bên nào nữa đó, thì lập tức nó có cái ý muốn đi tìm lạc thú. Ở không nhà hoài giờ làm hết việc rồi không biết gì làm, kiếm gì vui vui. Thấy không? Điện thoại nói với bạn cho vui vui, rủ bạn đi phố vui vui, nói cái gì đó coi như là bá láp bá sàm cho nó vui vui. Thì chúng ta sẽ thấy rằng từ cái chỗ mà nó nghiêng xuống chút xíu vậy đó, thì cái tham thọ hỷ nó sẽ dẫn và nó đi vào pháp bất thiện.
Cho nên á, là cái người xưa ta có nói thế này nè: nhàn cư vi bất thiện, ở không dễ làm những cái điều không hay. Vậy thì nó nghiêng xuống. Thấy cái xả chưa? Cái xả này nó 99% là nó nằm trong một cái tư thế không nghiêng về bên nào, nhưng tự trong thâm sâu nó có nhích một chút xíu xuống. Và như vậy cái khuynh hướng nó đẩy mình xuống. Còn cái xả mà nó giữ được cái sự quân bình. Đây cái xả không, xin lỗi, cái này nó còn thêm cái nữa, đã giảng rồi, nay ôn lại. Xả này là bây giờ ai muốn sao cũng được. Không dính gì tới mấy cái người này hết, không dính gì tới cái việc này hết. Muốn sao cũng được, để yên cho tôi là được rồi. Và có khi đó là trong lòng á, nó đã có một cái điều gì đó mà không còn chấp nhận những cái mối dây quan hệ này nữa, thì trong cái xã này á, nó trở thành vô cảm, nó trở thành lạnh lùng. Và cái xã này nè, nó nghiêng về những cái pháp ác rất là nhiều. Nó nghiêng thôi, nó chưa phải là pháp ác, nhưng nó nghiêng. Cái khuynh hướng của nó sẽ rơi vào chỗ đó. Người ta xung đột với nhau quá lâu rồi, bây giờ không còn có nói nữa, nhưng mà vô cảm đối với nhau. Khi mà vô cảm đối với nhau rồi, thì tất cả mọi ác nghiệp đều có thể xảy ra. Đó là cái xã. Cho nên đừng tưởng người ta làm thinh mà chuyện đó yên ổn. Một cái tủ đóng lại, tại vì có khi nó chứa vàng bạc châu báu trong đó. Một tủ đóng lại có khi không có gì cũng đóng lại. Có khi nó chứa những cái thứ không thể nhìn được, bởi vì nó kinh khủng quá, nó vẫn khóa lại. Thành ra khi cái tâm chúng ta mà nó ở trong cái trạng thái nó không nói năng gì hết liên lần đó, thì đây mới là một cái trạng thái xả mà thôi. Nhưng mà cái khuynh hướng xả này nó bao giờ nó cũng có cái phần nghiêng xuống những cái pháp bất thiện. Xin nhắc lại là chỉ nghiêng xuống thôi, bởi vì nó nằm trong pháp bất thiện luôn thì không gọi đó là xả. Không gọi đó là xả. Mới nói là nó 99,9% là nó không nghiêng về cái này. Nhưng cái khuynh hướng nó có chút xuống. Và mình học cái này để mình tìm trong cái tâm của mình, mình sẽ thấy nó có khuynh hướng đó, chứ không phải không có. Cho nên nhiều khi đó là im lặng một thời gian rồi đó là tìm cách moi ra để mà coi như là tấn công nhau còn dữ dội hơn. Cho nên cái sự yên lặng này chưa chắc là sự quân bình. Nhưng đây là cái nghĩ giải lao mà đầy âm mưu. Đó là cái hoạt động của tâm. Còn khi mà cái xã này đó nó thuộc về đó, nó gọi là quân bình, thì chữ này có thể viết qua được, chứ không phải là để trong ngoặc kép như cái chữ cân bằng ở bên trên. Nó có thể viết qua được, bởi vì đích thực nó là cái sự cân bằng. Nó chính là hành xả đây. Và khi mà cái hành xả này phát sinh, cái hành xả này nó làm quân bình tất cả những cái pháp đồng sanh. Tức là thí dụ như bây giờ cái tâm mình nó khởi lên là cái tâm thiện chẳng hạn, và cái tâm thiền, đặc biệt là cái tâm thiền, tâm thiền sắc giới, tâm thiền vô sắc giới. Thì khi mà cái hành xả nó khởi lên, tức là các cái chi phần mà nó khởi lên trong tâm, nó đều ở trong cái trạng thái quân bình ngang nhau, không có cái đứa nào nổi trội lên hết. Chúng ta nên nhớ hoạt động của tâm nó đi thế này. Chúng ta nhìn trên cái bản chi pháp này, chúng ta thấy những con số. Bên tâm này nó có những con số. Hãy bên đây số 19, thì bên này có nghĩa là nó sẽ rút 19 cái sở hữu tâm này đó là đi qua bên đây. Nó nằm trong tâm. Khi nó hoạt động thì nó khởi lên nằm đây. Khi mà hoạt động để mà tạo tác, thì bao giờ cái sở hữu tư
Sở Phụ Tư này nó cũng là tổng chỉ huy, nó hoạt động rất là mạnh. Nhưng mà khi nó nằm trong một cái tâm thiền rồi đó, thì tất cả những cái sở hữu trong này không có đứa nào lớn hơn đứa nào, không đứa nào mạnh hơn đứa nào hết, điều hòa hết. Và khi mà hành xả nó có mặt đây á, là đương nhiên nó sẽ có xả, có mặt luôn. Nhưng mà xả này nó đi trong pháp thiện. Thì khi đó xả nó 100% là nó ở thế cân bằng, 100% luôn, không có 99,9%. Nó không chút xuống, mà nó có khuynh hướng á, giữ được sự cân bằng và cái đi lên chút, nhích chút xíu ở bên trên. Bởi vì nó kết hợp với hành xả. Cho nên chúng ta nói thế này, chúng ta nói người đó hiền lắm, dễ chịu lắm, sao cũng được, ai muốn gì cũng được, hiền. Cái này nó có nhiều nghĩa lắm. Thường cái chữ hiền mà ta dùng để mà tặng những cái bậc hiền nhân quân tử hoặc những cái bậc hiền triết, thì cái chữ hiền đó, nó bản chất của nó là trí tuệ. Còn cái chữ hiền mà người ta dùng thông dụng trong dân gian đó, là ý nói cái người này đó, họ không có cái phản ứng gì thái quá thôi. Thông thường thì họ đó giữ được cái coi như là cái sự tự tại bình yên của họ. Nói chữ tự tại thì không đúng, mà giữ một cái trạng thái là coi như là không nghiêng bên này, không ngã bên kia. Nhưng mà người đời sống lâu rồi đó, tinh tế đó, cho nên mới nói nè, hiền quá, quá ngu. Bởi vì do nó không biết ứng xử, cái tâm si nó phát sanh, nó không biết phải ứng xử như thế nào, cho nên nó yên, nó chưa biết xoay sở thế nào. Cái sự phản ứng của nó chưa biết là cái sự tiếp nhận này nè, cái phản kháng này nó không rõ ra, cho nên nó nằm ở trong cái trạng thái này, nó có si. Rồi người ta còn nói một cái câu nữa mà chúng ta sẽ nghiệm thấy được rõ đó, hiền quá thì nó là hóa cục. Tức là cái người mà nó uống sao cũng được á, nhưng nó đến chừng nó lên cơn nó rất là cọc cằn, và cái phản ứng của nó rất là thô bạo. Bởi vì chúng ta sẽ thấy rằng là cái ứng xử của nó, khi mà cái chữ hiền nó nằm đó, là nó nằm trong cái chỗ, cái xả mà nó có khuynh hướng bất thiện. Là bởi vì nó si, cho nên là nó không biết phải giải quyết làm sao, cho nên phải nó đến khinh thôi. Phải lâu lắm nó mới nghĩ ra được cái đó. Thì mọi chuyện nó đã đi qua rồi, nó không kịp phản ứng. Và những cái này, nếu quý vị sống chung với người này, quý vị chờ cái giờ lâm chung của họ, quý vị sẽ biết cái đọc cái tâm này. Tại vì sư cô có chứng kiến, người ta khen cái người đó hiền như đất, mà mình thấy rõ ràng như vậy chứ không phải không. Nhưng cái giờ sắp lâm chung, nó tất cả những cái gì mà họ phải bị coi như là đè nén ở bên trong bung ra hết ra, cực kỳ nguy hiểm. Cho nên đối với những cái người như vậy đó, mình phải nâng đỡ người ta, thì người ta mới có một cái khuynh hướng đó, người ta mới ngồi lên. Còn nếu không đó ha, là họ sẽ chất chứa mình trong đó, khui ra chưa biết lúc nào. Bởi vì nó xả mà, nó thuộc về cái cân bằng nháy nháy, cân bằng 99%. Cho nên vì sao mà Đạo Phật nói có hai chữ thôi, là thiện và ác. Chỉ có làm lành lánh dữ mà thôi. Là bởi vì chúng ta sẽ đưa cái tâm chúng ta đi lên, hướng lên, hướng lên, hướng lên. Còn nếu mà chúng ta giữ nó như thế này, nó có cái khuynh hướng đi xuống. Bởi vì nó sự cân bằng, nó không phải hành xả. Và chỉ khi nào trong tâm chúng ta thiện phát sanh, thì hành xả mới phát sanh. Hành xả nằm đây.
Cho nên đi con đường lành, đi con đường thiện, đi con đường hướng thượng, hành xả có mặt. Và khi đặc biệt đó, hành xả có mặt đó, thì tâm chúng ta nó có một cái trạng thái là quân bình, cho nên nó buông bỏ. Còn khi đó, mình dùng cái suy nghĩ của mình đó, dùng cái tưởng của mình đó, để mình nói rằng là những chuyện xấu nên bỏ đi, những chuyện tốt nên giữ lại, thì nó mới nằm trong cái tưởng đúng thôi. Nằm trong cái tưởng đúng thôi. Và nó chỉ có thể xảy ra khi nào pháp thiện phát sanh. Và đặc biệt là pháp thiện có trí phát sanh thì tự nó sẽ rời xuống. Chứ không á, mình luôn luôn mình nhắc nhở mình thôi bỏ qua đi, đừng nhớ nữa, đừng nghĩ nữa, chuyện đó đúng đắn, nhưng mà chưa được với nó đâu. Chưa được với nó đâu. Cái khi mà cái tâm thiện nó phát sanh á, thì mình sẽ nói như vậy và mình muốn làm như vậy. Nhưng mà khi bắt đầu cái thiện nó trốn vào bên trong rồi, thì tất cả những gì mà mình không có quá giải ra được bằng cái hành xả đó, hành xả có trí tuệ đó, thì nó sẽ khởi lên. Đây là quy luật hoạt động của tâm, không có ai tránh khỏi cả. Con đường của nó đi là đi như thế. Như vậy chúng ta trở lại cái này nữa, thì như vậy đó, là chúng ta cái thái độ mà cái tâm chúng ta nó tiếp nhận cái cảnh đó, là chúng ta chấp nhận, chúng ta tiếp nhận, hoặc là tiếp nhận có phản kháng, hoặc là ở một cái thái độ mà nó là xả thiện hay là xả và hành xả, xả và hành xả thiện hay xả bất thiện thì nó phát sanh. Bây giờ nó khi mà cái tiếp nhận này á, nó cũng có hai trạng thái để tiếp nhận. Một cái trạng thái tiếp nhận mà nó gọi là thuận dòng. Và trạng thái tiếp nhận thuận dòng này là trạng thái tiếp nhận suông. Và cái trạng thái thứ hai đó, nó thuận dòng nhưng mà nó dính mắc. Hay nói rõ hơn á, là nó ưa thích và nó bám vào. Như vậy khi tâm chúng ta tiếp nhận cảnh, khi cái tâm chúng ta mà bắt cảnh, thì chúng ta sẽ có tâm chúng ta nó tỏ cái thái độ với cảnh. Và cái thái độ đây chính là 52 sở hữu tâm để ứng xử chỗ này. Thì cái thái độ tiếp nhận đó, một là nó đi tiếp nhận mà thuận dòng suông, thì đây là phát thiện. Nếu mà nó tiếp nhận mà nó dính mắc, ưa thích bám vào, đây đó là pháp bất thiện, nó thuộc về tham. Tham dục, tham ái, luyến vào. Tham dục tức là bám vào trong đó để hưởng, gọi là tham dục. Còn tham ái đó, bám vào trong đó để mà dính mắc, để mà không rời xa, để mà lưu luyến mãi. Và cái thứ hai, phản kháng, nó thuộc về tâm sân. Và cái xả bất thiện này, nó sẽ nằm trong các cái tâm bất thiện đây. Đó là 4 tham thọ xả và 1 tâm si. À, 4 tham, xả và 2 si. Còn hành xả này nằm trong các cái pháp bất phát thiện. Thiện nào cũng có nó hết. Chúng ta đang nói cái gì? Chúng ta đang nói rằng đời sống hàng ngày diễn ra để thành cái sự sống của chúng ta. Nó hình thành lên cái cuộc đời của chúng ta. Nó nằm ở cái chỗ
các căn chúng ta tiếp nhận các cảnh. Và khi chúng ta tiếp nhận như vậy thì chúng ta đã ứng xử như thế nào? Qua ba phương diện mà chúng ta nghe nói hoài. Ba phương diện đó là từ trong cái suy nghĩ của mình, nghĩ lên thế, khởi lên cái suy nghĩ thế này, những cái cảm xúc như thế này, nó khởi lên trong cái lòng của mình trước, trong cái đầu của mình trước. Và sau đó chúng ta nghe nó nói. Nó có hai cách nói. Thứ nhất là nó thì thầm ở trong tâm. Và cái thứ hai nó phát ngôn ra bên ngoài. Hai cách. Cả hai đều là tạo nghiệp. Cho nên nói là ý hành nghiệp, khẩu hành nghiệp. Và sau đó tới cái thứ ba là cái thân đó, là chúng ta đã ứng xử ra sao. Xử lý ra sao, xử sự ra sao là nó nằm trong cái phần mà nó gọi là cái thái độ tiếp nhận đây. Như vậy một lần nữa, sư cô nói lại bằng một cái cách khác đó. Từ trước có nói rồi, từ này nói lại. Là cuộc đời chúng ta nằm trong cái thái độ mà chúng ta ứng xử với cảnh. Và cảnh đây chính là quả nghiệp của ta. Như vậy, cuộc đời của chúng ta ra sao? Thì cái tầng cấp đầu tiên nó khởi sanh là nằm trong cái ý của mình, nằm trong cái suy nghĩ của mình, nằm trong cái cảm xúc của mình, nằm trong cái thái độ ứng xử của mình, nó vẫn còn nằm trong tâm. Cuộc đời của mình diễn ra như thế. Và cái bước thứ hai, chúng ta sẽ lắng nghe cái tiếng nói mà nó hình thành nên cuộc đời của mình trong hiện kiếp. Đó là nó thì thầm ở trong tâm. Và cái thứ hai, nó muốn phát ngôn ra ngoài. Phát ngôn ra bên ngoài bằng nhiều cách. Có thể nó viết ra, có thể nó dùng biểu tượng bằng hình ảnh. Vì ngày xưa đó, khi người ta chưa có cái chữ viết thì ta gửi thông tin với nhau bằng những cái hình ảnh, hoặc bằng những cái mà giống như là những cái mà người ta đã quy ước với nhau. Thí dụ như một cái mật mã của người ta là hai chiếc lá là cái phải đi về, mà một chiếc lá thì ở lại, chẳng hạn gì, người ta có quy ước. Cũng như cái thời kỳ chiến tranh đó, người ta thả diều ở trên không, thì con diều nào là phải coi như là ém binh lại, con diều nào thì bắt đầu tấn công, mà con diều nào thì phải rút lui. Và cái kích cỡ của nó, thì cái đó là loại ngôn ngữ, nó đã phát ngôn ra. Nhưng nó phát ngôn bằng hình ảnh, nó phát ngôn bằng văn tự, nó phát ngôn bằng ký hiệu. Ví dụ người ta chỉ cần búng ngón tay ra hiệu vậy, người ta búng một cái vậy là có nghĩa là chuyện này mày phải giải quyết dứt điểm cho tao. Ngôn ngữ nó diễn tả như thế. Chứ không phải riêng chỉ có cái là cái âm thanh phát ra mà thôi, cực kỳ đa dạng. Do đó chúng ta phải khảo sát nó, thì chúng ta sẽ biết nó hành xử như thế nào. Mà tất cả những cái gì mà khẩu nó hiển lộ ra đây đó là đều do tâm điều khiển hết. Và tất cả những cái sự ứng xử này nè đều do tâm điều khiển hết. Tâm thiện hoặc là tâm bất thiện điều khiển mà thôi. Và khi mà tâm thiện và bất thiện mà nó điều khiển đó, thì cái cảm xúc đứng hàng đầu, nghiệp cảm dẫn chúng ta đi. Khi các căn của chúng ta đây, tức là tâm chúng ta đây, tiếp xúc với các cảnh, thì khi nó bị cái sự kích động vào, tác động vào, mà những cái giác quan của nó đó, nó khi tiếp xúc vậy nó bị kích động và nó khởi lên, người ta gọi nó là những cái cảm xúc. Những cảm xúc này khởi lên đều mang
cái thọ nằm đây, sở hữu thọ nằm đây, đều nằm trong các cái trạng thái hỷ lạc khổ ưu và sở, không đi ra ngoài khỏi chỗ đó. Và cái chỗ này là cái chỗ mà nó ảnh hưởng tới cái cuộc đời của chúng ta cực kỳ lớn lao, là bởi vì chúng ta sinh ra là người ở cõi dục, sáu căn của chúng ta đều có khuynh hướng thọ dục hết. Cái này không có nói xấu tốt, cái này chúng ta đang nói cái bản chất của nó là nó nghiêng về cái sự thọ dục, không có tốt, không có xấu. Cũng như người nam và người nữ sinh ra trong cái cõi dục này và người ta tìm đến nhau để người ta lập gia đình, không có nói tốt xấu. Bởi vì cái khuynh hướng, cái con đường đi để mà nó giữ cái nòi giống, cái chủng tộc của nó, thì con đường nó phải như thế thôi. Rồi sau khi nó đã tiếp cận rồi thì nó làm tốt hay làm xấu là cái giai đoạn tiếp theo. Cũng như những cái cảm xúc mà nó khởi lên á thì nó phải như thế thôi, và nó chở theo cảm thọ phải vậy thôi. Nhưng cảm thọ ở đâu mà chở? Nó chở từ trong tiền kiếp. Bởi vì khi nó tiếp nhận đây đó là cái thức quả đây, ngũ song thức đây, nó là cái cặp đôi của ngũ song thức. Cặp đôi đây là bất thiện và thiện đi song đôi với nhau. Thành ra khi cái tâm quả mà nó đón nhận những cái quả của nó đều đón nhận bằng tâm quả thiện hoặc tâm quả bất thiện, một trong hai cái đó. Như vậy, cái căn tính của chúng ta mà những cái pháp bất thiện nó ít, pháp thiện nó nhiều, thì chúng ta đây tiếp nhận các cái cảnh này đó phần lớn là bằng cái căn lành, bằng cái quả thiện. Cho nên mình có phước, ở đời mình mới gặp được nhiều cái sự tốt đẹp. Sinh ra từ nhỏ đến lớn trong gia đình êm ấm, cô cậu chú dì, ông bà cha mẹ gì đó đối xử với nhau hết sức là dễ thương. Vì có phước cho nên mình mới nghe được những cái lời thân ái của người thương của mình. Vì có cái phước cho nên mình mới nhìn thấy người thân thương của mình vui vẻ hòa hợp với nhau. Vì mình có phước cho nên những người đó đem thức ăn lại để cho mình ăn đó, mình cảm thấy thích hợp, mình vui vẻ. Vì mình có phước cho nên cái người thân của mình nó bồng ẩm mình hết, bà nội truyền qua bà ngoại tới cô tới chú, ai cũng thương, cũng dỗ về. Mình có phước cho nên là áo quần xuân hạ thu đông mình đều có thích hợp hết. Đó là phước, vậy đó. Tiếp nhận cái quả phước của mình bằng quả thiện. Cho nên chúng ta càng ngày càng tìm hiểu thì chúng ta thấy là kinh Pháp Cú Đức Phật nói việc thiện dù nhỏ mấy cũng làm, việc xấu dù nhỏ mấy cũng không làm. Bởi vì nó trổ quả đây, trổ đây. Thì khi mà nó tiếp nhận nó tiếp nhận tâm, nó tiếp xúc với cảnh và nó tiếp nhận cái này, nó tiếp nhận bằng tâm quả thì lấy đâu ra? Không hề nằm trong suy nghĩ nha, mà nó tiếp nhận bằng tâm quả, tức là cái nó đã có sẵn rồi, nó ra nó nhận nhớ. Nhà mình có cái người chuyên môn đi ra mở cổng để tiếp khách, bây giờ khách nó nhiều quá, thì cái người đó đã được chọn lựa rồi, thì người ta ra người ta ứng xử theo cái cung cách của người ta. Cho nên sư cô mới lấy ví dụ là một cái công ty, người ta có quy định rằng là hai cái người mà gọi là chuyên môn là làm cái chuyện tiếp tân đó, thì một người mặc cung lê đen, một người mặc cung lê trắng. Nếu 10 người khách xuất hiện mà mặc những cái đồ xám, đồ tối thì cái ông mặc cung lê đen lập tức ra rước vô. Còn nếu mà cái người mà đem cái màu sáng tới thì cái người mặc cung lê sáng ra rước. Nếu quả nghiệp xuất hiện là quả thiện thì đây là thức quả thiện sẽ tiếp nhận. Nếu đây là quả bất thiện thì cái tâm tiếp nhận nó cũng là thức quả bất thiện ra tiếp nhận. Còn pháp thế gian đó, chúng ta thấy vậy. Cái người khách mà vừa đến đây đó, mình tiếp nhận rất là hài lòng, rất là vừa ý. Nhưng chưa biết cái sự hài lòng vừa ý này nằm trong pháp thiện hay pháp bất thiện.
Cho nên quý vị sẽ nhìn thấy một cái lực nó diễn ra thế này. Chứ cô đi họp tổ dân phố có nói thế này. Khi mà ai tới chỗ mình ở nó nhớ đăng ký cho đàng hoàng. Là bởi vì theo cái thống kê của công an về vấn đề hình sự đó, thì người ta nói rằng tất cả những vụ án mạng kinh khủng nhất đều xảy ra với những người có quen với nhau. Cho nên phải đề cao cảnh giác. Chuyện đó hoàn toàn chính xác trong vi diệu pháp này. Nhân quả chỉ trổ sanh khi người ta có cái duyên kết hợp với nhau. Cho nên mình đâu có biết mình đón nhận đây, đón nhận đứa con này ha, con mình sanh ra này mình đón nhận nó đây nè. Nhưng mình biết nó là quả thiện, quả bất thiện phải chờ đấy. Cái người mà mình chọn lựa trong số biết bao nhiêu người mà mình chọn lựa đó thì mình tiếp nhận đấy. Nhưng mà cái này không biết là cái hỷ lạc nó nằm trong pháp bất thiện hay pháp thiện thì phải xem xét lại. Nhưng mà rồi trong cái đời sống mình sẽ thấy nó diễn ra. Nó diễn ra mà. Cho nên á, cuối cùng rồi đó, khi người ta bắt đầu người ta sống trong cái đời sống với nhau á, thì cái gì nó hiển lộ cái đó. Còn cái khi mà người ta mới vừa tiếp nhận nhau đó, thì người ta có thể có nhiều cái màu áo. Cái màu áo này nó xuất hiện là sao? Là để nó đáp ứng cái nhu cầu của đối tượng này. Cái màu áo này nó thay đổi do nhu cầu này. Và cái này nó sẽ là cảnh của cái này. Ở đây chúng ta dùng A và B. A muốn cái gì thì B nó sẽ đổi màu. Ngược lại, B muốn cái gì A nó sẽ đổi màu. Và người ta tiếp nhận như vậy. Và cái ánh hào quang đó kết hợp với nhau. Và khi trở về, những cái hào quang đó nó sẽ rụng rơi lần. Và lúc đó quả nghiệp nó sẽ thực sự phát sinh. Nhưng mà tiếc thay đó, người ta không dám nhìn cái điều này. Người ta chỉ nhìn cái hào quang này, hai cái hào quang này. Và ta đau khổ tới chết. Chết rồi vẫn chưa hết vì đau khổ ở trong tâm. Hoặc chưa soi sáng được nó thì nó đi trong luân hồi. Cho nên con đường ứng xử bằng cái phản kháng này đây, bằng cái từ chối này đây, bằng cái không chấp nhận này đây, là con đường oan trái. Còn cái con đường mà nó ưa thích nó dính mắc vào đây, nó là có con đường mà nó là vòng tay để ôm về đây. Đâu có ra được đâu, hai cái. Cho nên sư cô nói nó là cái quả lắc ở trong cái đời sống chúng ta. Càng cao danh vọng càng giàu gian nan. Cao danh vọng chừng nào thì gian nan dữ dội chừng đó. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Bởi vì nó là hai mặt của một đồng tiền trong pháp bất thiện mà chúng ta không có nói rõ tên nó thôi. Chứ còn tất cả những ai sống trên thế gian này đều trải nghiệm tất cả những cái điều đó. Đều thấy rất rõ nhưng không đặt tên nó được. Mà chỉ nói rằng cuộc đời là như thế. Nhưng mà đời này là gì? Đời luân hồi nó là như thế. Còn cái đời để mà thênh thang một cái con đường tự tại và trong sáng để tiến về nơi cái hành xả này thì không có những pháp đó. Và cái này, cái ứng xử này nó không phải chỉ có trong cái chồng vợ mà trong con cái, trong cha mẹ, trong anh em, trong bạn bè, trong bạn đồng nghiệp, trong tất cả những người đã đi ngang trong cái cuộc đời mình mà còn dây dưa một cái gì đó đều nằm nơi đây hết, không có ra khỏi. Cho nên mới nói cuộc đời của mình cuối cùng là cái vấn đề cái tâm mình và cái cảnh đó hai bên. Bản thân mình ứng xử ra sao nằm chỗ đó. Tự mình quyết định hết. Ra cũng không phải là khó. Mà vào cũng không phải là dễ. Bởi vì nó có cái nghiệp lực để nó hút. Cưỡng lại là phải biết cách
mới cưỡng là được, còn không nó hút. Nó là một cái lực hút kinh khủng lắm. Người ta không có thể đủ tỉnh táo để thấy, bởi vì nó hấp lực nó đổi ra. Hấp lực của cảnh đối với ta. Khi nó tiếp cận nó rồi đó, thì cái nghiệp lực nó lôi kéo, nó làm thành một cái lực hút. Mà chỉ khi nào thanh vắng một mình yên ổn, tâm mày trong sạch đó, cái hành xả này nó khởi lên đó, thì mới đủ tỉnh để nhận ra. Nhưng mà sau đó rồi nó sẽ che khuất hết toàn bộ. Nhưng cái lúc tỉnh mà nhận ra được đó, đó là đã mở được một cái cánh cửa chờ khi lâm nguy mà thoát ra bằng con đường này. Còn nếu không nhận ra là đóng tất cả các cánh cửa đó để rồi cuối cùng đó uống thuốc độc mà chết, tự sát bằng mọi cách. Để làm gì? Để chạy trốn. Và người ta không bao giờ chạy trốn được những cảm xúc của mình. Người ta không bao giờ chạy trốn được những cái suy nghĩ của mình. Không bao giờ chạy trốn được những cảm thọ của mình. Bởi vì tất cả nằm trong tâm. Và thể xác này hủy hoại. Tâm cũng hủy hoại. Nhưng mà tâm hủy hoại đó, nó sinh diệt cực kỳ nhanh, cho nên không thấy sự gián đoạn của nó. Còn cái thể xác này nó phải chờ cái thời gian. Cho nên khi mà người ta chết á, người ta thành ma đó, là nó là quá sanh, thì những cái trạng thái tâm thức của người ta đó, nó vẫn còn nóng hổi, nó giống như cái hiện kiếp mà người ta vừa xong. Còn cái chúng sinh mà nó phải nằm trong thai bao, nó phải có một cái khoảng cách, nó phải có cái thời gian. Cho nên là mấy cái chuyện dân gian mới nói là chết xuống âm phủ thì cho ăn cháo lú. Cho nên là đi đầu thai nó mới quên hết. Vì cái thời gian đó nó bị chìm đắm. Thì cái tâm si đó nó trải một lớp dày ở trong thân. Cho nên những người ta chết đường, chết phố đó, chết vì tai nạn đó, thì cái lúc mà người ta bị một cái âm hay là lúc người ta bị một cái gì đó nó làm cho cực kỳ khó chịu rồi, người ta đó là mới buông thõng ra, người ta ra đi, thì cái chỗ mà nó là một cái cục ở trong đó, đó cái chỗ đó nó giải chưa được thì nó ở đâu? Nó muốn là thoát ra, nó không thoát ra được, nó bị đằng xuống, thoát ra không thoát ra được. Giống như mình nằm mơ đó, mình muốn chạy mà hai cái chân mình nó bị dính một cái gì đó không có chạy được. Thì cái tâm thức của chúng ta nó sẽ mắc kẹt như thế. Đối với những người mà thiếu cái phước, cho nên là chết gọi là bất đắc kỳ tử, thì nó như thế đó, cái trạng thái tâm nó là như vậy đó. Cho nên tất cả những cái pháp bất thiện nó đều làm ách tắc ở trong đầu của chúng ta. Và nó dùng cái màu sắc của si đó để như một cái khối đen đằn xuống. Và những cái ách tắc trong cái đời sống của chúng ta nó không nằm ở riêng cái chỗ đó, mà cái chỗ kinh khủng nhất trong cái cuộc đời của chúng ta đó là ở chỗ đó, là cái sự ách tắc này nó nằm trong cái tham dục của chúng ta, và nó đầy màu sắc của cái tâm tham. Tâm tham là màu sắc tươi sáng rực rỡ, chứ nó không có đen tối đâu. Nhưng cái ánh sáng rực rỡ của nó không phải là cái tâm thiện, là bởi vì sao? Nó đầy sự kích thích. Cũng như một cái mùi thơm khi nó phát ra mà nó độc á, thì người ta ngửi thì người ta biết đó là mùi thơm dễ chịu, nhưng càng hít vào càng đốt cháy phổi và đốt cháy những cái nội, cái gọi là ngũ lục phủ ngũ tạng của mình. Còn cái màu mùi hương mà nó tốt á, thì khi người ta ngửi vào tới đâu thì trong cái thân thể người ta đó nó đều có một cái sự biến đổi tốt đẹp đến đó. Hai cái này nó khác nhau. Giữa cái màu sắc của thâm tham và giữa cái màu sắc của cái thiện lành, nó cũng phát ra một cái hào quang. Nó gọi là tịnh hảo, 25 sở hữu tịnh hảo đây, nó có cái hào quang sáng của nó. Nhưng mà nó không phải là cái thứ màu sắc của cái tâm tham. Mặc dù tâm tham cũng rực rỡ, cũng đầy sự quyến rũ vậy, nó đầy một cái hấp lực, nhưng nó chứa độc dược ở bên trong. Và chúng ta chưa có nhận ra cái điều đó.
Thì như vậy chúng ta một lần nữa chúng ta đi sâu vào. Cho nên cái bài mà chúng ta học đây đó là trong cái tâm này chúng ta nói đến chữ thọ. Thọ đối với cảnh. Thì nó cũng là tâm đối với cảnh, bởi vì thọ nó phát sinh trong tâm. Nhưng mà cái này nó quan trọng là bởi vì chúng sanh nó cõi dục thì nó thọ hưởng bằng cảm thọ, chứ thọ hưởng bằng cái gì? Mình tưởng rằng á, mình ăn ngon. Nhưng mà thật sự ăn là ăn, mà ngon á, nó nằm trong cái cảm thọ lạc đây. Lạ chưa? Vì mình không hiểu cho nên mình cứ tưởng rằng là cái thức ăn này nó ngon cho cơ thể của mình. Không phải. Cái thức ăn nó chỉ là thức ăn thích hợp cho cơ thể để làm khỏe mạnh hay không khỏe mạnh, nó chỉ chỗ đó thôi. Nhưng mà cái hấp lực của cái thức ăn đối với mình á, nó nằm trong cái cảm thọ lạc này. Là do cái mùi của nó, do cái màu của nó, do cái tưởng của mình, và nó trở thành cái hấp lực trong cái thọ lạc của mình. Nó thuộc về tâm. Nhưng mình tưởng nó nằm trong cái món ăn. Nó nằm trong cá, trong thịt, trong rau, trong trứng, trong quả. Nó không nằm trong chỗ đó. Thức ăn là thức ăn. Thức ăn thích hợp cho cơ thể thì làm cho cơ thể tiếp nhận tốt, hoạt động tốt. Cho nên không phải cái gì mình thích ăn đều tốt cho cơ thể. Không phải. Thì thấy báo đăng một cái cô đó rất trẻ, hình như chưa đầy 30. Buổi tối đi ăn hải sản, ăn cái trứng con tôm gì đó. Thì thức ăn ngon mà. Thức ăn ngon. Đây. Thích thọ lạ. Và kể cả thọ hỷ luôn. Và khi ăn rồi trở về nó không có tiêu. Thì mới ngâm một cái viên mà vitamin C mà sủi bọt nó uống vào. Thì đi vào bệnh viện cấp cứu là đi luôn. Tại vì chúng ta dỡ cái bản thực phẩm ra. Có những cái thực phẩm mà hai thứ đi kèm với nhau không cho phép. Thì chúng ta sẽ dỡ ra thấy là những người ăn hải sản mà đi ăn kèm với trái cây, hoặc là những cái thứ thuộc về vitamin C thì khó mà cứu được. Đấy, chúng ta suy nghĩ rằng uống cái viên sủi bọt đó là đúng, giúp cho tiêu quá dễ. Đó là mình suy nghĩ thôi. Ăn cái món khoái khẩu này, ăn nhiều chừng nào thích thú, tốt đẹp chừng đó, nhưng nó không phải. Như vậy chúng ta sẽ thấy là cảm thọ khác. Còn cái thực phẩm thì nó thích ứng cho cái thể chất của chúng ta khác, cảm thọ khác. Nó đi lệch thì nó phải chịu. Đi theo cảm thọ. Cho nên mình phải hiểu rằng trong cái đời sống của mình đó, có cái phải nhập lại để mà nói, có cái là phải tách ra. Trong tất cả những gì chúng ta sử dụng trong cái đời sống này đó, thì chúng ta phải sử dụng theo cái chúng ta cần thiết, phải nhìn rõ vậy. Và cái điều thứ hai đó là chúng ta tách nó ra ở chỗ là tất cả những gì chúng ta sử dụng đều mang tính chất cảm thọ hết. Cho nên mình đi phố đó, mình sẽ thấy trong cái đầu mình thấy cái gì cũng bắt mắt. Và nó nghĩ mua cái này cần này, mua này cần kia. Nhưng thực sự đó, nó cần để thỏa mãn cái sự ưa thích của nó, chứ không phải nó cần để sử dụng. Cho nên á, mình sẽ dạy dỗ nó bằng cách nói: này nhé, chỉ mua cái gì cần, đang cần xài mà thôi nhé. Còn cái gì mà không phải là đang cần xài thì không mua nha. Thì nó mới tiết chế được thôi. Còn nó không, rất là vui thích để mua. Vì đó là thọ hỷ trong tâm. Và nó là tham thọ hỷ. Thành ra người ta lẫn lộn hai cái đó. Lẫn lộn hai cái đó. Người ta bị chính cái pháp bất thiện trong tâm của mình đánh lừa mình. Tất cả những sự đánh lừa này phần lớn đều nằm trong cảm thọ. Cho nên đâu phải tình cờ mà thiền tứ niệm xứ nó có một cái phần của nó là cái pháp môn niệm thọ, để cho mình thấy rõ cảm thọ. Cảm thọ nó xuất hiện thiện ở chỗ nào, bất thiện ở chỗ nào.
và cái cảm thọ này nó sẽ tách ra những thứ trong đời sống ra sao để mình kiểm soát nó. Còn nếu không á, thọ khởi lên nó chỉ nằm trong cái mình tiếp nhận đây, tức là tiếp nhận thuận dòng hay là ngược dòng, hoặc là không tiếp nhận gì hết, cho nên nó nằm trong đó là cái hỷ lạc khổ ưu và xả, nằm ở trong chỗ đó, đi trong cái thái độ đó, không có cái gì khác hơn cả. Chỉ làm sao mình thấy rõ để mình không bị nó đánh lừa mình, cái đó là cái mà mình phải nhận ra. Chứ còn nếu không đó, cái kẻ mà tạo khổ cho mình đó chính là các pháp nó đang diễn ra trong tâm của mình. Còn mình thì luôn luôn á nói người ta đó là tạo khổ cho mình không à, hoàn cảnh tạo khổ cho mình không à, nhưng thật sự cái kẻ tạo khổ cho mình chính là các pháp bất thiện trong tâm của mình. Nếu Di Diệu Pháp nói như vậy đó thì té ra là không có người tạo khổ cho tôi sao? Té ra không có hoàn cảnh xã hội để mà đẩy tôi vào con đường cùng cực của sự đau khổ sao? Có chứ. Nhưng cái có này nó vẫn nằm ở trong cái chỗ là cái tâm mình có bắt cảnh hay không? Bắt cảnh bằng thái độ nào? Có một người nói sư cô vậy. Lên mạng thấy mấy cái người tu làm cái điều kỳ cục quá, tu mà lên Facebook khoe cái này khoe cái nọ này kia bực bội. Chứ có nói ủa sao lại vậy, người ta có cái quyền đó, còn cái người mà nói người ta không được làm á chính là giới luật mà thôi, còn người ta bất chấp giới luật là chuyện của người ta. Là bởi vì người ta hiểu rằng người ta không có mà đi vào con đường giới luật, là người ta đi con đường ngoài giới luật, gọi là ngoài dòng luật pháp quốc gia rồi, thì chúng ta phải hiểu nó là ai, tâm đó là tâm gì biết rồi. Nhưng tại sao mình lại vơ cái đó vào để mà làm cái pháp bất thiện cho mình? Té ra mình thấy người ta đi xuống dưới cái địa ngục vậy, cái mình nắm máu đi theo cho vui, tại sao phải bực bội? Vì mình thấy cái cảnh đó mình không vừa ý. Tại sao mình thấy cảnh đó mình không vừa ý? Hỏi lại mình đi. Là tại vì trong cái tưởng của mình á, nó vẽ ra một cái hình ảnh, nó vẽ ra một cái chuẩn mực, và mình nhốt người ta vào trong cái tiêu chuẩn, trong cái chuẩn mực đó. Và bây giờ người ta không đứng trong cái chuẩn mực đó thì mình bực bội, mình ghét thôi. Ủa chứ mỗi người nghiệp riêng, thì người ta đi tu cũng ngoài cái nghiệp riêng của người ta mà. Có người đi được đường thẳng, có người đi vòng vòng, có người leo lên té xuống, leo lên té xuống, leo lên té xuống, rồi vẫn leo lên té xuống, rồi vẫn cứ đi. Hàng tỷ 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 kiếp mà. Cho nên cái đau khổ của mình á, là mình vẽ ra một cái chuẩn mực, một cái hình ảnh, và mình nuôi cái đó. Mình nuôi cái bóng của hạnh phúc đó trong tâm của mình, mà mình nhốt tất cả những ai mà mình vừa lòng vừa ý đó, mình mới nhốt vào trong cái hình ảnh đó. Mà người ta thò cái tay ra vậy là mình muốn giạt cái tay của người ta ra, mình nổi sân lên. Nó thò bên đây mình giạt nữa, mình nổi sân lên. Vậy mình đúng hay là người ta đúng? Người ta đúng với người ta và mình đúng với mình. Mà mình không phải là cái ông thần tham để bắt người ta đó, mà mình nhốt vào trong cái khung của mình đã vẽ ra. Cho nên cái ứng xử mà chúng ta thấy được vậy thì chúng ta biết là ai tạo tác người đó nhận. Nếu mình đây thương người ta đó thì nên giúp cho người ta, còn ghét người ta là không nên. Tại vì ghét người ta lại đi theo người ta nữa. Đi trong quan trái mà, nó nói trong quan trái mà. Cho nên cái thương mà thương thiện đó, nếu có thể giúp được người ta một chút xíu gì thì giúp, không giúp được thôi. Tại sao mình phải nổi giận? Tại sao cái trái đất này cũng như những chúng sinh trên cái đất này nó đang cái thời kiếp hoại, tại sao mình lại còn hoại hơn nó bằng cách mình không bằng lòng cái hoàn cảnh?
mình phản kháng là một cái hoàn cảnh để cho nó tiêu cái sức khỏe của mình và nó để cho cái đầu của mình nó chìm trong cái đau khổ. Tại sao vậy? Hãy tiếp nhận bằng hành xả. Các pháp nó như thế mà. Mình làm sao mà bẻ nạn để chống trời, bẻ nạn để chống gậy được, để đứng cho vững được, để đi cho vững được, chứ không nên bẻ nạn chống trời, không nên thế thiên hành đạo, mà chỉ là thế thiên để mà giữ vững kiếp người của mình mà thôi. Nên đây là ứng xử mà. Quý vị sẽ thấy những người làm thơ này, người đời làm thơ cũng có, người tu làm thơ cũng có. Nhưng mà thơ là gì? Thơ là để hiển lộ những cái trạng thái tâm. Và như vậy, mình không có nói pháp tục đế là người này người xuất gia hay người này là người tại gia hay không phải tại gia. Một người thường mình không nói cái pháp tục đế đó, mình nói pháp chân đế. Nếu tất cả thơ của người làm thơ này đều thể hiện sự bất mãn thời cuộc, sự bất mãn với hoàn cảnh của mình, bất mãn với bản thân của mình, đó là mình đã dùng cái pháp bất thiện của mình đó để mà che lấp tất cả, và đồng thời đó mình hiển lộ ra cả một cái trời u ám trong tâm của mình. Cả những cái thất vọng, cả những cái đau thương trong cái đời sống của mình để mà nó tràn lên những cái trang chữ đó. Toàn là pháp bất thiện không? Năm đó. Thì đó là con đường bệnh hoạn của tâm. Khi chúng ta đối ứng xử nó bằng những cảm thọ như thế. Chúng ta cứ suy gẫm những cái điều này để mà thấy cái tâm mình khi nó hoạt động, nó tỏ cái thái độ, khi nó ứng xử với các cảnh ra. Và nhớ, nhớ cái cách của nó. Khi mà bất cứ một cái cảnh nào mà nó xuất hiện đó, nó có nhiều cái cách tiếp nhận đó. Có những cách tiếp nhận khi nó xuất hiện vậy, nó tiếp nhận vô dập, vừa xuất hiện nói tức khắc, không có thoát ra. Thì cái này chúng ta phải hiểu là cái nghiệp lực cực kỳ mạnh. Và tiền kiếp á, đã từng gắn với nhau. Trong cái tham ái hoặc trong sân hận nó gắn nhau cực kỳ mạnh, cho nên là khi gặp là lực khúc nó rất mạnh. Có những người nó chập chờn, nó chập chờn. Sau đó nó bám rồi nó rời ra, nó bám rồi nó rời ra, nó bám rồi nó rời ra. Rồi cuối cùng nó mới từ từ nó đi lại gần. Và nó kết lần. Và thường nó kết bằng hai cái sợi dây. Cái sợi dây sở hữu. Và cái sợi dây á, mà nó làm cho nó chặt đứt từng phần trong cái mối quan hệ này. Chặt mà vẫn nối. Nối mà vẫn chặt. Đang xen với nhau. Tại sao vậy? Tại vì ngay trong cái mà sở hữu của cái tham ái đó, nó có si. Tại vì trong cái hận thù nó có si. Và vì vậy nó đang kết với nhau, nó không ra được. Bây giờ ở bên này cái bán cầu, ở bên kia bán cầu, nhân tâm nó vẫn nối trong cái quan trái, không dứt được. Từ một người ở cõi âm và cái người ở cõi người vẫn nói chưa hết. Từ cái hàng súc sinh với người nó vẫn nói, nó có hết đâu. Cho nên con người nuôi con vật cưng của mình á, nói thật cứ nhìn người ta nuôi, biết người ta đối xử với cha mẹ không bằng đối với con vật đó. Đó là cái sự bất hạnh của mình khi mình ứng xử như vậy. Đấy nó nói đấy. Tục đế chúng ta thấy con vật là con vật, con người là con người. Nhưng pháp chân đế không có. Đi bằng tâm.
chân đế nói đến Phật. Chân đế nói sở hữu thân. Chân đế nói đến sắc pháp, không nói đến sắc thân. Rõ ràng như vậy. Như vậy chúng ta nắm cái điều này để mà khi mình đi vào, sư cô càng đi vào chi tiết thì quý vị hiểu là đang nói những cái phần rất nhỏ. Còn cái tổng quan nó là như vậy. Nên cái chuyện mà tâm mình ứng xử với cảnh, rồi bây giờ tới cái chữ thọ mà ứng xử với cảnh thì thọ này nằm trong tâm. Nhưng nó nổi bật lên là như vậy. Thì lần trước thì chúng ta có nói là cái lộ nhãn môn mà cảnh rất lớn đó, nhưng nó là thuộc về chót động lực. Và bây giờ cái phần mà kế tiếp của chúng ta đó là chúng ta sẽ nói hai cái này kẹp lại. Hai cái này kẹp lại thành một. Đó là chót, nó là tâm mót. Và chót, nó là hộ kiếp khách. Thì như chúng ta thấy đó, là bắt đầu đây nè, khi mà lộ ngũ môn là bao giờ nó cũng có cái phần đầu đây. Ở đây là rút gọn lại. Thì mình nói đây là các cái tâm hộ kiếp. Các cái tâm hộ kiếp này đó, nó thuộc về tiền kiếp. Tức là cái tâm của kiếp trước nó in hình trong cái kiếp hiện tại. Bây giờ tới đây là kháng môn, kháng ngũ môn. Tới đây là ngũ song thức. Tới đây là tiếp thọ. Rồi tiếp thu. Đây là quán sát. Rồi đây là chúng ta có, đây là cái tâm phân đoán. Và như vậy chúng ta tới động tốc, tức là javana 1 2 3 4 5 6 7. Thì tới đây nó hết, cho nên gọi nó là chót động lực. Thì bây giờ chúng ta hỏi tại sao đó cảnh rất lớn mà chót lại động lực. Chúng ta nhìn đây nha. Đời sống chúng ta nó chặn giữa hai đầu sinh tử. Thì như vậy khi mà cái cảnh này nè, cảnh của các căn, cảnh của lục căn, khi nó xuất hiện đó, thì những cái cảnh này nè, nó sẽ chiếu vào trong cái dòng hộ kiếp. Khi cái sức chứa đủ mạnh á, nó sẽ cắt đứt cái dòng hộ kiếp này. Mà nó tạo ra những cái mới. Bắt đầu từ đây là những cái mới. Nó sẽ tạo ra cái mới này. Và cho đến nơi này thì nó thực sự nó tạo nghiệp đấy. Khi mà một cảnh rất lớn như thế này á, mà nó chiếu vào trong cái dòng hậu kiếp thì nó rất là mạnh, cho nên là nó cắt đứt cái cảnh chủ. Cái cảnh chủ là cái cảnh mà cái tâm hộ kiếp. Hộ kiếp này còn gọi là tâm chủ.
thì nó sẽ bắt cảnh chủ. Cái giờ cận tử này nè, thì cái tâm mà động tốc á, tâm Javana trong cái giờ cận tử, nó bắt một trong ba cảnh, gọi là ba cái cảnh, một trong ba cảnh nghiệp này, để mà nó kết thúc sự sống của nó. Và khi nó kết thúc cái sự sống của nó xong rồi đó, thì cái tài sản của nó, đây cái tâm tử đây, nó bắt cái cảnh, một trong ba cảnh của cái gọi là cận tử nghiệp, cảnh cận tử nghiệp, rồi nó kết thúc sự sống của nó. Thì cái tâm tục sinh nó làm việc liền. Thì cái cảnh này trong giờ cận tử nó chuyển qua đây, cho nên nó gọi là cảnh chủ. Cái cảnh chuyển qua đây nó gọi là cảnh chủ. Và cái tâm hộ kiếp đây nè, nó gọi là tâm chủ. Coi như nó chiếm lĩnh hết cái đời sống của chúng ta. Và cứ thế, tâm hộ kiếp hằng giờ hằng phút trong giây chúng ta, nó bắt cái cảnh cận tử nghiệp này và tiếp tục suốt trong cuộc đời chúng ta. Giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời, nằm trong tục khí, nằm trong tập khí. Và tâm bắt cái cảnh chủ gì? Bắt cái cảnh gì trong giờ cận tử để nó đi tái sanh? Thì cảnh đó không rời trong tâm hộ kiếp. Không rời, rời. Đủ biết rằng tiền kiếp nó sống động ở trong tâm của chúng ta. Đó là coi từng sát na một. Quả nghiệp nằm nơi thân này. Quả nghiệp tồn động trong những cái hoạt động thuộc về tâm nằm này. Tiếp tục. Cho nên ở đây khi mà một cái cảnh rất lớn này nó xuất hiện, nó cắt cái này, thì cái hoạt động của nó tới bảy cái tâm động lực này, bảy cái Javana, nó mạnh lắm. Đáng lẽ ra đó, đằng sau lưng của nó nè, nó phải có hai cái tâm mót để mà nó bắt cái cảnh chủ này. Nhưng mà như lần trước đó, là chúng ta có nói rằng là gì? Cái khi mà nó bắt cái cảnh lớn này, nhưng mà trong cái cảm thọ của nó đó, thì nó lại không có mấy phù hợp, không mấy ưa thích. Cho nên là cảnh lớn quá, cho nên nó có 7 Javana, rồi cuối cùng tới đây là nó cắt đứt luôn, để cho cái dòng hộ kiếp này tiếp tục. Đây, dòng hộ kiếp này tiếp tục. Nó lại trôi tiếp theo. Thì theo cái cách của nó, thì sao nó cắt nè. Bây giờ chúng ta tới hai cái phần sau. Phần số 2 này kèm hai cái để mà nói, bởi vì nó liên quan đến nào. Phần sau đó là khi cái này mà nó phát sanh lên rồi đó, thì cái cảnh này nó cảnh lớn mà, cho nên bắt buộc nó phải có hai cái tâm mót ở đây. Thì cái đặc điểm của cái tâm mót đó là cái cảm thọ này đó, như thế nào thì hai cái tâm mót này, cái cảm thọ thì đúng vậy. Thí dụ như cái động tốc này nó là thọ hỷ, thì cái này nó cũng thọ hỷ luôn. Nếu mà cái động tốc này nó thọ ưu, thì đằng sau này một là nó thọ ưu hay là nó thọ xả. À, thông thường nó đi vậy. Tức là chúng ta nhớ rằng bao giờ cảnh lớn thì khi động tốc làm việc xong rồi phải có hai đứa phụ vô. Hai đứa này nó đi mót cảnh đây, nó hưởng cảnh, còn dư sót đây thì cái này nó phải xảy ra. Đây là cái thông thường. Chúng ta nói nó tới cái động lực này nó chấm dứt là chúng ta nói đặc biệt. Bây giờ chúng ta nắm cái thông thường, nắm cái đặc biệt đây, chúng ta sẽ thấy một cái đặc biệt thứ ba. Đó là trong cái phần mà chúng ta nói đến hộ kiếp khách. Thì như vậy cái chỗ này đây, nó không có. Mà
nó xuất hiện. Nó xuất hiện một cái. Nó cái chỗ này nè. Xuất hiện cái này người ta gọi nó là hộ kiếp, nhưng mà hộ kiếp khách. Bây giờ chúng ta thấy cái nguyên tắc của nó nha. Cái hộ kiếp thì nó phải bắt cảnh chủ, nhưng mà hộ kiếp khách này á, nó là không bắt cảnh chủ mà nó bắt cảnh riêng của nó. Nó không bắt cảnh chủ. Đó là cái điểm thứ nhất chúng ta phải để ý. Cái thứ hai nữa đó, là vì sao mà nó có cái hộ kiếp khách này nó phát sanh lên. Bởi vì khi cái hộ kiếp của người này đó đi tái sanh bằng một cái tâm, nó gọi là tâm thiện, tức là tâm quả thiện, tâm quả thuộc sinh đó, tâm quả thiện, thọ, hỷ, đấy, tâm quả thiện thọ. Đây là những đứa trẻ mà nó sanh ra đó, nó cười hoài, mà nó có khóc á, nó khóc chút xíu thôi. Và suốt cuộc đời nó là như vậy. Còn có những cái đứa trẻ nó sanh ra là nó khóc triền miên. Cái gì cũng khóc hết, không vừa ý cái gì là khóc. Đói cũng khóc, khát cũng khóc, lạnh cũng khóc, nóng cũng khóc, không vừa ý cũng khóc. Có cái gì bực bội trong tâm vẫn khóc. Thù dai, hận sâu, luôn luôn có sự bất mãn, luôn luôn có sự chống đối trong tâm. Bởi vì người này đó là sinh ra tuy là giới tâm quả thiện, nhưng mà cái mầm móng của cái pháp bất thiện là cái tâm sân quá mạnh ở trong tâm. Cho nên là đụng tới những cái người này đó thì nó giống như gọi là giống như nó quập lại một cái là nó không ngã ra. Nó kẹp lại một cái là nó không có buông. Mặc dù cái bề ngoài á nó là xả, nhưng mà cái xả nó không phải xả thiệt. Bề ngoài coi như không có phản ứng gì, nhưng bên trong nó quập lại. Cái đó là cái bất hạnh cho mình. Đó là cái bất hạnh cho mình. Phải nhớ như thế. Thì khi mà cái người mà nó có cái phước báu á, mà nó sinh ra bằng cái tâm hỷ này nè, thì cái khi mà cái javana này của nó lại là tâm sân. Cô đi ra ngoài nói cô nghe điện thoại phải ra ngoài. Nếu cái người mà cái tục sinh bằng cái tâm hỷ này nè, mà cái lúc họ nổi sân lên đó, thì họ chỉ sân tới đây là hết rồi. Nó không có hai cái tâm mót mà nó thọ ưu nó phát sinh lên. Hễ sân là nó thọ ưu, hoặc là nó thọ khổ. Thì cái đáng lẽ ra đó, cái cảnh nó mạnh vậy nó phải có hai tâm mót đi theo gì không, và hai tâm mót đó nó cũng phải là đi vào cái thọ ưu và thọ khổ này. Nhưng mà vì đó cái người này nó sinh ra bằng cái tâm quả thiện thọ hỷ, cho nên đó, là nó không thể nào mà nó sau đây mà nó phát sanh mà đúng như cái này nữa, nó phải trở về với nó, vì nó mạnh mà, cái cảnh chủ nó mạnh. Do đó mà khi cái này nó phải xuất hiện, nó tới đây là nó hết rồi. Vì cái bản chất của người này đó là không có cái sân hận mà có cái quan hỷ, cho nên là giận rồi cái là nó giải rất là nhanh, rất là dễ dàng, không có gì khó cả. Vậy là tới đây là nó ngưng lại này. Nhưng mà nó ngưng lại thì cái hỷ này nó phải phát sanh liền đây. Quý hiểu chưa? Ở đây mà nó thọ ưu thì đây nó liền đây nó phải thọ hỷ, thì chuyện nó không thể xảy ra. Không thể xảy ra. Nó phải có cái dịp nghỉ của nó. Tức là không thể nào mà một cái bên này đó là
cái nó đang sân như thế này mà cái bản chất của nó là hỷ thì nó vừa sân mà nó hỷ khao liền, nó không có, nó phải có cái khoảng cách, nó phải có cái làm hòa chút. Mới vừa cãi nhau xong thì ít ra cũng phải nín lại rồi tự mỗi người điều chỉnh lại rồi mới hòa được thì mới vui vẻ được, đúng vậy không? Trong đời thương nó vẫn diễn ra vậy. Thì cái luật này đó nó phải giữa cái động tốc sân này nè, giữa cái động tốc sân này với lại cái hộ kiếp mà nó hỷ đây nè, cái tục sinh bằng tâm hỷ đây nè, giữa hai cái này nó phải có một cái chất độ, nó phải có cái độ. Thì vậy cái hộ kiếp này nó phát sanh lên á thì chính giữa nó phải có cái độ này, tức là nó phải có cái hộ kiếp khách. Hộ kiếp khách này khi mà nó phát sanh lên á thì cái hộ kiếp khách này nó thuộc về thọ xả. Thọ xả này để cái công thức của nó đi đó là nó hỷ rồi nó ưu, tức là javana của nó ưu mà tục sinh của nó hỷ, thì chính giữa này nó phải có cái xả, rồi sau đó đó là coi như là nó mới tiếp tục được cái hỷ của nó, cái hỷ của nó sẽ liền chỗ này, nó sẽ phát sanh lên, cái hộ kiếp nó mới phát sanh lên. Thì vậy cái A này là một cái trái độn xuất hiện. Và cái cảnh mà cái hộ kiếp khách này nó bắt á, nó không phải là bắt cảnh của động tốc. Bởi vì nếu bắt cảnh của động tốc thì nó sẽ trở thành là tâm mót. Ví dụ hai cái này khác nhau không? Nó phải trở thành là tâm mót. Cho nên là nó xuất hiện cái này thì cái hộ kiếp khách này nó không dính dáng gì tới cái cảnh này. Và nó không có tính chất là hỗ trợ cho cái này để xử lý hết các cảnh. Nó không có chức năng đó. Cái tâm mót á, thì nó xuất hiện thứ nhất là nó cùng cái cảm thọ với cái này. Nó cùng cái cảnh với cái này. Và nó hỗ trợ cho cái javana này nó xử lý hết cái cảnh. Tức là nó quét rồi, còn cảnh dư sót thì hai cái mót nó sẽ phụ giúp vô. Nhưng mà riêng cái hộ kiếp khách này nó không có phụ vô. Nó cũng không có bắt cái cảnh của động tốc, nó bắt cảnh riêng của nó, nhưng mà nó xuất hiện, nó chen vào đó. Giống như hai người đang hùng hổ với nhau thì bây giờ có người khách tới thì họ tự nhiên họ không có cãi cọ nữa, họ không có cãi cọ nữa, và người khách thì đứng chính giữa này không có cãi cọ nữa, thì sau đó là họ mới thuận thẳng. Thì như vậy sau đó thì cái hộ kiếp này nó mới khởi sanh lên. Quý vị hiểu cái chữ hộ kiếp khách không? Vì vậy mà hộ kiếp khách này bắt cảnh khách chớ không có bắt cái cảnh của động tâm, nó có cái cảnh riêng. Chúng ta hiểu cái khái quát như vậy đó, từ từ đó là chúng ta sẽ đi vào trong cái chi tiết. Và cái trường hợp mà cái hộ kiếp khách này nó xảy ra đó, là khi những người mà họ tái sanh bằng cái tâm thọ hỷ, người có cái phước nhiều đó, thì thường thường tái sanh bằng cái thọ hỷ. Khi mà cái người có tái sanh được cái tâm thọ hỷ đó thì khi mà họ tiếp nhận các cái cảnh đó, khi tâm của họ mà tiếp nhận các cái cảnh đó, thì thường thường cái tâm của họ nó vui vẻ. Cảnh nào họ cũng tập được một cái thái độ là cứ vui vẻ tiếp nhận đi rồi tính sao. Đó là cái phước báu. Cho nên nếu mà cái đời này đó mình tập an vui được trong những gì mình có được, đừng có nhìn người ta mà phải nhìn mình. Mình tới cái tuổi này mà mình được vậy thì có phước mới có, không có phước không có. Phải bằng lòng và phải thấy rõ trong đời sống, phải thấy rõ đâu là cái phước của mình và đâu là sự thiếu phước của mình. Không nhận định cái rõ này rất là đau khổ. Để mình biết rằng đó, với cái phước này mình an vui trong cái phước, còn không mình không an vui. Cái này thật sự có nói chứ, những người xuất gia phải học nhiều. Bởi vì vậy nè, người xuất gia sống bằng phước,
Còn nếu người xuất gia không sống bằng phước thì phần lớn sống bằng tội. Sống bằng phước là sao? Người ta cúng dường bao nhiêu nhận bấy nhiêu. Người ta cúng dường cái gì thì hoan hỷ với cái đó. Còn nếu như không biết cái điều này thì người ta cúng dường đó, cái thì vừa ý, cái không vừa ý, cái thì thấy tâm phơi phới, cái thì không hài lòng. Rồi đó, khi người ta cúng dường xong rồi lại không hiểu, chỉ thấy mình cái phước không à. Nhớ rằng người cúng dường bao giờ cũng có phước. Còn cái người mà nhận cúng dường á, nó có hai chặng đường. Chặng đường thứ nhất là có phước mới tiếp nhận được cái người cúng dường này. Cái chặng đường thứ hai đó, sử dụng cái này như thế nào mà có phước, mà sử dụng như cái thế này như thế nào là đọa. Cho nên mình tiếp nhận người ta đến cúng dường mà mình không biết đây là phước để hoan hỷ, mà nhìn cái số tiền, nhìn cái vật thực đó để cho cái tâm của mình á, nó đi vào cái tạo tội là thấy rất rõ. Bởi vì tiếp nhận nó là ứng xử mà. Vì thấy chưa? Tiếp nhận là ứng xử. Thì bao nhiêu đó đã thấy. Con người cúng dường lúc nào cũng có phước. Phước ít rồi phước nhiều thôi. Phước nhiều là đầy đủ tâm tư. Phước ít là yếu, tâm tư yếu hoặc là tâm tư thiếu. Nhưng lúc nào cũng có phước. Con người tiếp nhận mới là đáng sợ. Và khi người ta không chấp nhận cái phước của mình đó, thì người ta bắt đầu người ta đi vòng đi vèo về để người ta được có cái mà người ta mong muốn. Thì nó phạm giới, nó không có trung thực, không nuôi thân chánh mạng, lúc nào cũng khao khát. Và thậm chí coi gia đình mình có bổn phận phải chu cấp cho mình. Người đi tu không có gia đình, tất cả những người thân của mình nay là thí chủ. Thí chủ có cúng dường thì cúng dường, thí chủ không cúng dường thì thôi. Đi tu thì sống bằng phước. Cho nên mình ở đời đó, mình cũng phải sống bằng phước. Mình thấy rõ như vậy để mình không quá đáng, để mình không sai lầm. Có một vụ án như thế này. Hai anh em sống chung với nhau. Nhưng mà cái người anh thì đàng hoàng, chịu khó làm lụng vất vả lắm, có nhà cửa sân vườn. Thì em thì lông bông không có làm, nhưng mà hưởng thì nhiều mà làm thì không có. Đi xin tiền xin bạc anh rồi hết đi, hết xin được thì đi trộm đi cắp cái này kia nọ. Thì cái người anh mới cho một cái chòi ở phía sau để không dính dáng gì tới người anh hết. Thì khi cậu này mới đi quán nước đó, gặp một cái cô mới vừa ấy, thì để chinh phục cái cô này đó, thì người ta đi cung cấp tiền về cái xong mà người ta mới đi thuê xe, đi thuê xe để chạy cho nó ấy, rồi quần áo rồi bảnh chẹ, rồi quà cáp cho cái cô này. Thì một thời gian thì chinh phục được cái cô này. Và cậu này thì rất là khéo léo. Và vì cậu này cũng thương cô này một cách chân thật, cho nên là ứng xử cũng tốt. Nhưng mà khi tiến tới cái hôn nhân đó, thì anh này mới đưa cái người bạn gái mình về nhà. Thì cô này lấy làm kinh hoảng rồi, bởi vì nó là cái chọi. Và cái người anh trai nói thế này: mày đã không có công ăn việc làm, mày lêu lỏng, mày sống tầm bậy tầm bạ như vậy, mày làm khổ người ta à? Cưới vợ là cưới làm sao? Thì cái cô đó bắt đầu cổ mày bây giờ là lui. Thì cậu này cứ đến để năn nỉ hoài không được. Thì cái bữa đó cậu mới nói thế này: anh mời em tới nhà anh chơi thôi, bởi vì tới chơi thì, rồi chờ đó, ông anh của anh cho tiền thì anh sẽ mua cho em một cái xe. Thì cô này lúc đầu không chịu, mới nói rằng là anh làm gì có tiền mà có, không lẽ xin hoài sao, nói láo. Ông này nói thề nói thiệt, không có nói láo. Thì cô này mới đi theo. Đi theo về thì cái sự thật là cái người anh đó là đâu có cho tiền đâu. Thành ra cậu này tìm cách quảng bình.
Thì cô này đó là không thấy đưa tiền, không thấy mua cái xe, cho nên là cô này cứ đòi đi ra. Cậu này thì cứ như vậy mà năn nỉ hoài không được, đi mua đồ ăn về cho cổ ăn thì cổ hất hết, cổ không ăn. Thì khi đó là cậu này mới thất vọng lắm. Và sau đó là không chịu đựng được, thì cậu này đã giết cô này chết. Thì chúng ta sẽ thấy thế này. Thứ nhất á, là cái người này thì thiếu phước về vật chất, nhưng không dùng cái sức khỏe của mình, không dùng cái năng lực của mình để mà tạo ra cái vật chất cần thiết cho mình, mà đi bằng con đường ăn xin và con đường ăn cướp, đi bằng hai con đường đó, và lại đóng một cái vai trò sang trọng đối với cô này. Thì như vậy người này đó là sống thì thiếu phước, mà bây giờ tạo rất nhiều sự tổn phước. Còn cái cô này đó không có yêu cái anh này, nhưng mà yêu từng món quà của anh này. Và khi cái giờ cuối cùng mà chấp nhận với anh này, không phải vì muốn chia sẻ cái đời sống với anh này, nhưng chờ đợi để lấy cái xe. Thì rõ ràng đó, cậu này thì thương cái cô này, muốn cùng nhau chung sống chia sẻ với nhau, nhưng cô này chỉ muốn cái tiền bạc nơi cái người này cho mình cách dễ dàng thôi. Hai cái đó quý vị thấy không? Đều là những cái pháp bất thiện hết. Người này sống đời không lương thiện, người này trong cái suy nghĩ lấy tiền của người ta cũng không lương thiện. Thì cô này cũng nằm cái dạng ăn cắp, dạng ăn xin. Người này cũng dạng ăn cắp, dạng ăn xin, không thấy phước của mình và không tạo phước của mình. Và nó đưa đến một cái bi đát á, là một người bị giết chết, một người bị tử hình. Cho nên thấy phước, thấy có phước và thấy không đủ phước. Để cái gì không đủ phước phải đi bằng con đường chân chánh để tạo ra. Và phước đến đâu hưởng đến đó. Và phải tạo nó ra bằng con đường chân chánh. Bởi vì phước có nghĩa là trong sạch, phước có nghĩa là trong sáng. Khi chúng ta làm cái gì vô tư, trong sạch và trong sáng trong tâm, đó là phước. Còn bất cứ những cái gì mà đi làm mà nó không có được những cái chuẩn đó thì nó không phải là phước. Và những cái gì mà nó hiện ra trong cái đời sống mình để làm tốt đẹp, an vui trong cái cuộc đời của mình, dẫu nhỏ cách mấy, nó là quả phước. Còn những cái gì nó đem đến những cái pháp mà coi như mình phải khổ, phải ưu đây, đó là sự thiếu phước. Phải nhận ra để cái gì thiếu thì chúng ta không làm cho thiếu thêm, mà chúng ta tăng lên cái phước để mà cái phần thiếu phước này á, nó vắng mặt lại. Cho nên không làm cái gì thiếu phước nữa. Hiểu được như vậy đó thì chúng ta đây đó tiếp nhận được cảnh. Hồi nãy sư cô có ghi cái chữ tiếp nhận cảnh suông. Suông đó là nằm trong xả và hành xả, tức là tiếp nhận, không có phản ứng thuận dòng hoặc ngược dòng, không có phản ứng đó, cũng không phải vô cảm. Cái suông này là pháp hành xả, suông này không phải là cái pháp xả mà nghiêng về cái pháp bất thiện. Khó lắm, tại vì chỉ thấy biết mà thôi, cho nên gọi là tiếp nhận mà coi như thuận dòng suông. Thuận dòng ở chỗ tiếp nhận chứ không có chống đối, nhưng mà suông ở chỗ là không có ý kiến gì hết, khách quan, thấy rõ như thế đủ rồi. Chuyện đó rất khó. Tất cả chúng ta đi khi tiếp nhận cảnh đều mang tính chất cảm xúc, đều có thọ khởi lên, đều có coi như là sự suy nghĩ của mình khởi lên trong đó, đều có ý kiến của mình trong đó, đều có quan điểm, sở thích của mình trồng vào trong đó. Bây giờ chúng ta đi con đường suông, thì cái con đường suông đó làm cho chúng ta sẽ thấy mọi sự, mọi việc rõ ràng hơn. Càng ngày á, chúng ta làm cho những cái cảm xúc chúng ta nó khởi lên rồi nó đi qua, để nó đi qua đi, mà chúng ta sẽ nhìn thấy cái cuộc đời mình á, mình sẽ mở những cái trang ra đó, mình ghi rất là rõ ràng cái gì phước, cái gì thiếu phước, hãy ghi ra. Và sau đó chúng ta sẽ điều chỉnh cái đời sống của chúng ta. Và đó là cái cách mà chúng ta ứng xử, chúng ta tạo nó ra. Thành ra khi mà mình học những cái gì mà nó thuộc về cái lộ trình tâm này đó,
thì chúng ta ngoài cái kiến thức để chúng ta nắm hiểu nó mà chúng ta sẽ khảo sát lâu dài, thì cái điều chủ yếu đó là chúng ta nên nắm những cái điểm chính này đó mà để mà chúng ta làm lợi cho cái đời sống nội tâm của mình. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy cái phần số 3 này á là cái phần mà sau khi mà cái cảnh rất lớn mà nó cắt cái dòng hộ kiếp này đi đó, để mà nó tạo nên một cái dòng tâm thức mới. Thì vì nó là cảnh rất lớn cho nên là bao giờ cái động lực của nó cũng là 7 cái một lần. Thì sư cô nhắc lại là luôn luôn 7 cái một lần. Thì khi mà nó đã tăng lên đến 7 cái là bao giờ đằng sau của nó phải nối tiếp bằng tâm món. Nhưng mà nó có trường hợp thứ nhất không có tâm món là vì lý do rằng tuy cảnh lớn, cảnh tốt thiệt, nhưng mà cái người này không luyến nó cho nên tới đó nó dứt. Còn khi nào cảnh tốt, cảnh đẹp mà tâm có luyến thì nó sẽ có hai cái tâm mót đi theo. Bây giờ nó có một cái trường hợp á, là khi cái người này tái sanh bằng cái tâm hỷ, thì khi cái người này trong cái đời sống mà cái phản ứng bằng tâm sân á, thì nó cắt rất là nhanh. Nhưng mà để cho cái tục sinh á, là cái hộ kiếp này mà hỷ á, là nó được nối lên á, thì nó phải có một cái hộ kiếp khách nó đứng ở đây. Thì hộ kiếp khách này khi nó xuất hiện đó là nó làm cho đó cái sân của động lực và cái hỷ này nè nó có một cái khoảng dừng ở chính giữa để mà nó làm như là dịu lại để mà cho cái hỷ này được phát thành lại đó. Thì chúng ta đó làm sao trong cái đời sống đó, đời này mình cố gắng mình tập coi như là tiếp nhận cái vấn đề một cách sáng suốt. Và ngay cả khi tiếp nhận suông đó, nó mang tính chất an vui. Thì cái đây là cái nền để trên đường luân hồi đó, khi mà chúng ta là cái người phải tiếp nhận những hoàn cảnh khốn khổ thì do mình sinh ra bằng cái tâm hộ kiếp hỷ đó, thì cái sự sân hận, cái sự oán trách của mình nó nhẹ đi. Cái gì hiểu chưa? Nó nhẹ đi. Còn bây giờ mình tập những cái pháp mà uế nhiễm cho mình nhiều đó, thì nó đi trong cái dòng luân hồi đó, chắc chắn nó là con đường thoái đạo. Bởi vì nó đi trong cái khổ ưu, đi trong cái bất mãn, đi trong cái thù hận, đi trong cái bức xúc lâu dài như vậy đó. Thì cái chúng sinh này khi tái sanh cũng sẽ tái sanh mà cái tâm nó gọi là đa sân. Đa sân, chứ không phải là cái tâm hoan hỷ này đây. Thì cái con đường mà chúng ta hướng tới cái hạnh phúc, cái an vui đó, nó gập ghềnh, nó trắc trở, nó hết sức là khó khăn. Xin nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây có đầy đủ cái phước báo để được sống an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.